Chào tất cả anh em. Nên xin hôm nay có thời gian với chỗ An Hoàng thăm vườn. Một cây khủng nha anh em. Đây cây mi nè. Mi hơn 10 mét nè. Máng sao đen nè. Máng hơn 10 mét nha. 1m8. Kể cả loại luôn, vườn ống chuyên như ghế cho mẫu đây. Mì đây hai cây sọt. Mỗi giá tỷ tuổi mày của đời này mày tớ đủ loại. Ôi rồi, nén tùng rồi. Đây. Rồi, thăm ở trong nhà nha. Đường tới hơn 6 mét nè. Nén tùng. Cây này là bồ đề cổ nè. Tựa tớ nè. Tựa quả nè. Tựa tớ chục mét kìa. Tựa quả thăm cái khớ nè. Cái quả nó 2 mét nè. Xong mới đánh vừa quanh quanh bằng lăng bằng lăng ấm đế này. Mì nha.
hết. Tới lên chậu luôn. Tiếp nhận nhiệm tiếp tục mở bằng lăng chặt lăng này lăng phôi. Quay bằng lăng ôm đế khá đẹp nha. Cô Phương chuyển tới cũ đi hơn 3 mét, 5 mít mấy, kèo 5 mít. Đây chưa để động. Cái này nó có cái cũ chỗ này này.